chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Cora Shop 24 giờ. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm hồng sâm 6 năm tuổi củ khô trong hộp thiếc 300g của Hàn Quốc. Như các bạn đã biết đấy, hồng sâm nó có rất nhiều tác dụng vô cùng quý giá. Và sau những quá trình nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất để chế biến ra những củ hồng sâm khô thì nó đã cô đọng lại được các dưỡng chất để đem lại cho chúng ta một sức khỏe dồi dào hơn. Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn những công dụng tuyệt vời của hồng sâm củ khô 6 năm tuổi trong hộp thiếc 300g của Hàn Quốc. Đầu tiên phải nói đến đấy là khi sử dụng sản phẩm này thì nó sẽ giúp chúng ta bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nó giảm căng thẳng mệt mỏi khi chúng ta làm việc, giúp chúng ta tập trung và tỉnh táo hơn. Nó cân bằng đường huyết trong máu, cân bằng huyết áp. Nó ngăn ngừa ung thư bằng cách hạn chế sự phát triển của tế bào lạ. Nó giảm nguy cơ bị tai biến do tim mạch, xơ vữa động mạch. Và nó đồng thời giải phóng cholesterol trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra thì nó còn chống lão hóa, giúp kéo dài tuổi thanh xuân và tăng cường sinh lực cho cả nam lẫn nữ giới. Đó là những tác dụng vô cùng tuyệt vời khi chúng ta sử dụng hồng sâm củ khô 6 năm tuổi hộp thiếc của Hàn Quốc. Và sau đây thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sản phẩm này sao cho hiệu quả nhất nhé. Đây chính là sản phẩm hồng sâm củ khô 6 năm tuổi trong hộp thiếc của chúng ta đấy ạ. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có một cái hình rất là đẹp đúng không ạ? Và chúng ta sẽ dùng cho trẻ em trên 6 tuổi các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng liên tục từ 15 đến 30 ngày. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ 1 tháng. Và vài ngày sau thì chúng ta sẽ dùng lại một lần, tùy theo cảm nhận của các bạn khi sử dụng sản phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bóc sản phẩm này ra nhé. Ở đây, ở dưới đáy hộp nó sẽ có một cái nút này. Bạn sẽ ấn nó xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ mở nắp nó ra các bạn nhé. Và tôi sẽ lấy sản phẩm ra này. Rất là chắc. Các nhà sản xuất họ phải đóng chắc nghe để đảm bảo là không khí nó sẽ không bị vào, không làm hỏng. Bên trong nó sẽ là một hộp mà một túi đồ hút chân không một cách rất là kỹ càng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xé sản phẩm ra. Đây là bên trong nó có đường xé này. Đây bây giờ chúng ta sẽ cùng xé nó ra. Khi mà tôi vừa mới bóc cái túi này ra thì nó đã có mùi hương rất là thơm của sâm rồi. Bên trong nó sẽ là một hộp gỗ này, các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp. Nên là ngoài chúng ta có thể mua về bồi bổ sức khỏe thì chúng ta cũng có thể làm quà biếu tặng rất là hợp lý. Chúng ta sẽ kéo ra như này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đấy ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy bên trong nó có một gói hút ẩm để tránh bị ẩm nhé. Mùi sâm rất là thơm các bạn. Cái này thì chúng ta có rất nhiều cách chúng ta có thể sử dụng. Bây giờ tôi sẽ lấy một củ ra này. Nó được dính với nhau rất là chắc luôn. Đây, một củ này nhé. Các bạn sẽ dùng, các bạn thái lát ra thành những lát nhỏ. Chúng ta ngậm, sau đó thì nhai luôn. Hoặc là chúng ta có thể thái thành những lát mỏng, sau đó chúng ta ngâm với mật ong. Nhớ cho thêm một chút nước vào để cho ngâm khoảng độ 15 đến 20 phút nó mềm ra. Xong rồi chúng ta uống luôn cả cái nước mật ong cùng với cả lát sâm của chúng ta. Cách thứ hai là chúng ta hấp cách thủy. Thì chúng ta sẽ lấy từ 12 đến 20 gram hồng sâm khô này với 3 quả táo tàu cùng với 3 đến 4 lát gừng. Sau đó thì cho vào ấm sắc thuốc hoặc là cho vào một cái bình điện sắc thuốc tùy vào đồ dùng bạn có, cùng với cả 1 lít nước. Sau đó chúng ta sẽ sắc đến khi nào mà nó sôi thì chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa lại để lưu diêu, để đến khi nào mà nó cạn còn khoảng độ 1/2 nước thì ta sẽ bỏ ra uống. Ngày chúng ta sẽ uống 3 lần. Và các bạn có thể thêm mật ong hoặc tùy theo cái độ đậm ngọt mà các bạn muốn uống. Đây là một sản phẩm rất là hữu ích để cho chúng ta bồi bổ sức khỏe mỗi ngày. Vâng thưa các bạn, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm hồng sâm củ khô 6 năm tuổi trong hộp thiếc của Hàn Quốc. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất mang tới tay các bạn.
nhằm bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của các bạn cũng như gia đình các bạn. Khi các bạn nhận được hàng của chúng tôi, nếu như các bạn cảm thấy không hài lòng về sản phẩm hay là các bạn không muốn nhận hàng nữa thì các bạn có thể hoàn trả lại hàng cho chúng tôi. Chúng tôi có chương trình đổi trả hàng trong vòng 7 ngày dành cho các bạn. Và để cần thêm thông tin về sản phẩm hồng sâm củ khô 6 năm tuổi trong hộp thiếc 300g thì các bạn có thể vào phần chat online của siêu thị trực tuyến Corasop 24 giờ hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0979149256. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những sản phẩm tốt nhất và uy tín nhất để đảm bảo sức khỏe của các bạn thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.